Rồi bây giờ cái phần đặt, bây giờ tháo cái phần này ra mình chỉ xử lý ở cái phần thường đấy, là kẹt giấy thì chắc chắn chỉ có ở cò thôi. Còn cái con cò nào mình sẽ xử lý con cò ấy thôi. Bây giờ mình sẽ phải tháo cái phần này ra để mình xử lý cái phần cò này. Đấy. Bây giờ sẽ nhấc lên này. Được chưa? Bây giờ việc đầu tiên mà mình phải để ý này, cái mà